trong mà coi như là mình cảm giác là mà phun vào đã ngấm được vào. Nhưng mà đây nó có công dụng nằm á. Ờ, có 10, có 18 em đi, vẫn đi ở bên mà. Dì em quan trọng là không được thăm cái khả năng mới tháo được vì nó... Em được mà, em ăn lít rồi. Chạy mà. Đúng không? Đang sợ là phun vào không ngấm được vào. Vì nó... Ở đây có ngang không? Hả? Cái lại bao này có ngang không? Coi như là... cái gác nó còn coi như là... Nó phết nhỉ? Mất gần hết rồi. Gì? Cam mờ. Cam cần kéo cam. Chụp được rồi, vẫn chụp được nhưng mà chụp không phải là ấy thôi. Ngon này nhỉ. Quá ngon, mượt này gì đó. Mà này xưa thay mấy trăm đấy. Còn giống thay 500, 600 đấy. Anh giống á? Ờ, còn giống ấy. Nó bảo anh cầm về. Nó hỏng gì đấy. Nó sao mày cái liver này làm gì? À, vô Việt à? Ta tưởng cái liver. Có thể nhớ không? Không. Thằng này nó đợi suốt từ sáng mày đấy. Chán rồi về rồi đâu mà. Đây là tăng 2, hiểu 2 ạ. Đây bà hiểu 2. Tao thấy dạo này nó nhá, sáng sớm nó đến một lần nó gặp mày này. Nước xong rồi bắt đầu trưa này, nước chiều còn chưa này, uống ba lần này. Nước còn chưa uống đây này. Thế tao định đổ đi. May bà tròn má bảo của thằng ốc đấy. Thế thôi lại tiếp đi, cho nó hết giờ, hôm nay trời mưa rồi, đi làm. Mưa gió rồi, chỉ đầu nít thôi, cần gì nữa. Tôi trên này nó vẫn còn. Đổi ba tròn này 2 xích thì mẹ mẹ. Không có, không có, có mỗi tờ 50 nghìn. Đổi ba 50 nghìn. Đổi ba tròn này mà tổng đại ly. Ba tròn đổi đâu. Mà đổi cho nó từ 2.000 một ấy thì là để cho chơi cho nó dễ. Từ 2.000 ấy thì nó mới lấy được. Trời ơi, bà đổi thế thì nó ra một lần thì là nó hết rồi, là làm sao mà ấy. Bao nhiêu tiền lẻ bà đổi là 10.000, 20.000 tiền 1.000, 2.000. 20.000, đấy. Tiền 1.000, 2.000 đấy bà. Đấy, lung tung đấy. Bà có tờ 200, 500 càng tốt. Bà đang muốn giải quyết tiền lẻ. Kể cả tờ 500 có. Đầu đi rồi. Bà đi đầu. Đầu đi đầu. Hôm qua anh Ốc đi... tối qua đi đâu rồi? À, anh ấy. Đi rút tiền mua dùng mì hết mẹ tiền thì phải ra thì mẹ cây. À tiền mở. Việt Tin Banh hình như trên chỗ đoạn là gì nhỉ? Chỗ đoạn là không. Dạ Bạch Mai hình như có hay sao ấy? Ờ có. Có, đó là ra đấy đéo có thì mẹ ra đấy bịt mẹ vào mấy hàng bia đậu nướng mới ở ấy. Bịt mẹ vào. Ba tay. Ba người này. Ốc trong hai ngoan nhỉ. Đấy rồi ôi. Choàng phải ngoan tí. Đây. Ôi bà tròn lại cho tôi. Dồi ôi tờ 500 một quát đi. 500 kiếm đấy anh à. Thế bà không biết cho nó tờ 2.000. Ôi lạch tùm lum này. Tờ 2.000 nó muốn tiền lẻ để nó đi chơi nó được nhiều. Bà lại đưa cái tiền 5.000. Còn như là tiền tắc như thế này. Tắc là đã mất giả cho tròn. Ý giả tiền nước. Bà tròn kể cả tiền bẩn, tiền củ các thứ. Bây giờ ta cứ trả hết, trả ra còn cái gì. Cứ vẽ vời năm nước, một nghìn nó đi đổi. Em phải đồng tiền để mà trả cho bà giả tiền hạ. Ra rồi, nhìn đâu.
Tao vừa đi qua tao ơi. Anh thật kể cả tờ 500 có vết mủng thì gái của anh cứ kẹp vào đưa ra tiền hàng. Lượng 500 ai đây? Kiếm lại tiền đâu soi đâu. Bây giờ tờ 500 không ai dùng nữa. Đi mua hàng cần 500 nghìn, 500 con. Bao giả tiền nước, tiền điện chúng nó sướng lắm. Có lúc tao mấy trăm nghìn tiền này, tại cái có một cái thằng nó đang thang thế này. Nó toàn đưa cái tiền này vào để ấy, nhờ nó giả. Giờ này nó đâu ấy nhờ. Cái nửa năm nay không thấy rồi này. Là ai chết rồi thì sao, không thấy đâu mà. Có khi nó bơi không? Một là gia đình nó chốt lại không cho đi, hai là nó chết thật. Nhà đấy thì gia đình thử ấy đấy, nhà thế này gia đình có khả năng có đấy. Còn cái ông già đâu nó dài cơ, cái kia này. Ông ấy rất sạch sẽ đâu, cứ mấy ngày này thay quần áo. Tiến sĩ nói nhá, chứ già rồi, tầm 70-80 tuổi rồi. Nhưng mà mẹ dâu dài 80 tuổi rồi. Nhưng mà nhà mặt đường phố Nguyễn Du, nó vẫn đi nhặt lá là ông mơ. Cái ông già già đây, cái ông già già lùn lùn đấy, ông ấy... Có bà cụ 90 tuổi rồi, vẫn ra cái chỗ đầu nhà ông ấy. Cái sọt rác đây mà anh nhặt các thứ bẩn thỉu bà ăn đấy. Ôi, bà ấy ăn đâu mà bà cứ nói. Bà ấy chuyên đi đổ rác hộ các nhà hàng xóm ra cho tiền. Bà ra bà bới cả rác đấy. Không, bà ấy đi nhà mang đổ rác hộ. Tính ra mà nhà đấy, nhà ông... Bà ấy có lực hưu... Nhà ông là... Nhà ông là... Nhà không phải đi nhà bằng phố là Nguyễn Du ơi, thế to rồi. Ấy thôi, ở với cả... Em đi đóng rồi. Nhưng mà bà ấy có lương hưu ấy chứ. Bà ấy không, bà ấy tiền nhiều lắm. Nhưng là bà ấy không nhà tiêu đến tiền. Tiền đè chết người nhưng mà vẫn cứ đi nhặt rác. Không, cái tính, đấy, cái tính của người ta đấy ạ. Cái tính của người ta thế. Đi nhặt rác, bà ấy là lương hưu. Người ta bị hưu rồi, có lương hưu. Người ta cơ đầy đấy. Nhưng cái bản tính của người ta từ ngày xưa. Không phải là... Được rồi. Bà ấy cứ đi đổ rác hộ hàng xóm ấy. Em nói cho anh nghe. Người này người ta lại cho cái lọ, người ta cho cái kia. Người ta không làm gì bữa đâu mà. Không phải bà nhà bà mới rác, bà ăn đâu. Đi tới, lấy có nghĩa là em bà, ông ấy lại không có vợ con gì cả. Đấy, bà ấy nhặt về bà ăn. Mà... Nhà, bà, nhà, cái nhà bà ăn... Thôi, ấy ngay ở bà đi vào ngõ một đoạn thôi là nhà bán hàng ăn uống hay là... Tháng, hai tháng lại lên dọn rồi. Đấy, cơ đầy. Nhà bán hàng ăn uống ở cùng với cả... Ông ta về, em đi. Ra bà không phải là đi với rác ăn đâu, bà đi đổ rác cho mọi người, nên là xong rồi chẳng hạn bà ấy cái gì bán được thì bà lại tao cũng chụp lại này, giữ cầm lại xong rồi bà bác. Còn đâu là chẳng hạn hàng xóm mà bà cứ đi đổ thế thì có người người ta cho tiền, có người người ta lại cho có bánh hay là cái gì đấy, người ta cứ cho đấy. Bà không phải là bà ấy đâu, bà cứ nhìn thấy nhà ai có rác bà mang thì bà đổ đấy, cho không cho thôi. Bà không phải là làm thuê mà không phải là ấy, mà kiểu như là bà nhìn thấy nhà này có nhiều rác cái thế là đi đổ, bà ấy đi đổ thế là nhiều người ta đi dọn nhà gì có thì bán được, người ta lại gọi người ta cho đấy. Không phải là bà ấy là làm để mà bà ấy lấy tiền hay là gì đó, nghĩa là ai cho thôi, không cho thôi, không thành cái này. Hoặc là thí dụ như ở ngõ mà nó bẩn thỉu ấy thì là bà đi bà quét. Nhiều khi là kiểu như là những người ngõ đấy thì lại thấy bà ấy chẳng hạn như là có cái bánh chưng hay là có cái gói bánh gì đấy thì lại gọi bà ấy cho bà ấy, hay là có những cái thùng giấy hay là những cái gì mà có khả năng bán được đấy thì gọi bà ấy. Cái thằng cung thế là không bà để bà lại bán trong khác. Bây giờ ai không? Giờ ai ấy? Bà ấy chẳng tiêu gì đến tiền đâu mà bán chẳng ốm đau gì cả. Tôi cho bà nhà cùng cây roi xanh còn đấy. Không ốm đau nào, chứ nhất. Dạ. À. Bà ấy phải gần 90 rồi. Nhưng mà năm nay bà chắc cũng yếu rồi. Thọ ra. Thọ sáng đi vào viện, gọi được cái xe chi viện. Tại nhà thờ của bố à? Nó mút côn. Chắc máy bỏ tôi đi lại rồi. Mút côn. Nó đạp mà có côn. 5.000 điếu bác nhé. 5.000 điếu. Đúng rồi. Nó đắt quá. Xe đạp mẹ cái ấy là nó gọi là cái côn.
cái hai cái để siết vào cái vòng bi.